52 năm binh nghiệp. Hồi ký. Tác giả Lê Hoàng Phúc. Giọng đọc Hải Yến. Số 11. Sau trận bắn lựu đạn vào đồn Mương Vú hai hôm, vào khoảng 8 giờ sáng, có hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang cá lẹp loại HU-1A của địch từ hướng chi khu An Phú bay đến. Chúng không quần đảo vòng nào mà ngay lập tức chúi đầu phóng pháo liên tiếp đúng vị trí đóng quân của đại đội trinh sát. Hết chiếc thứ nhất đến chiếc thứ hai thay nhau, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ và bị động. Chỉ ít đồng chí gần công sự thì nhảy xuống kịp. Đa số còn lại lợi dụng ụ mối bờ mương hầm hố ở gần để ẩn nấp. Tôi, anh Chiến và anh Hồng đang mò cá dưới sông Bắc Nam, vội ép người vào bờ sông tránh. Rất may, sau oanh tạc của bọn trực thăng vũ trang, chỉ có anh Dương Minh Đức bị thương do mảnh pháo ghim vào cuống họng, nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Một số lán trại bị tên lửa bắn trúng, phá hủy. Nhưng trước đó, anh em ta đã di chuyển ra khỏi. Hai quả tên lửa trúng ngay nắp hai công sự, thổi bay phần đất, tưa tải nhiều đoạn cây chuối dùng làm tầm nắp. Công sự vẫn an toàn vì địch phóng tên lửa pháo đinh, loại sát thương trên mặt đất. Chúng tôi nhận định bọn gián điệp mặt đất chỉ điểm, hoặc có thể là bọn giả dạng dân mua bán nhu yếu phẩm, lân la gần vị trí đóng quân của đại đội trinh sát, rồi xác định tọa độ. Việc địch sử dụng không quân bất ngờ tấn công chúng tôi bằng chiến thuật mới mà không cần máy bay trực thăng chỉ điểm và cũng không vòng đảo quan sát mục tiêu như trước vì đã xác định tọa độ mục tiêu trước khi cất cánh. Nếu vị trí đại đội trinh sát bị lộ thì có thể vị trí đóng quân của J-512 và cả cơ quan đơn vị khác đóng ở căn cứ B-1 đều bị lộ. Bởi vài hôm trước, máy bay trinh sát của địch chụp ảnh vào ban đêm nghe tiếng nổ trên không trung từ căn cứ B-1 theo bờ rông sông Hậu về hướng Bắc. Ngày hôm sau, vào khoảng 5 giờ sáng, tôi trở mình thức giấc, tiện tay mở radio ra đài phát thanh Sài Gòn nghe lén buổi Tân Cổ giao duyên. Trong kháng chiến, nghiêm cấm mọi người nghe đài địch trừ các đồng chí có trách nhiệm theo dõi. Đang nghe Minh Cảnh và Thanh Kim Huệ song ca bài Đám Cưới Trên Đường Quê thì bỗng thấy những chớp lửa liên tiếp lóe sáng, kèm theo là những luồng gió rất mạnh xô giật từ bốn phía. Mùng ni lông che lều tốc bay lên cao, người tôi bị xô đẩy ngã nháo nhào từ bên này sang bên kia mà không làm sao ngồi lên được, hai lỗ tai ù ù. Có một vật gì đấy rơi vào trán và máu tuôn ra. Một tay tôi bụm vết thương, một tay tôi mò tìm, gặp mảnh kim loại rất nóng và nặng, chiều ngang chừng 7 cm, dài khoảng 15 cm. Xác định có thể là mảnh bom và cũng rất nhanh tôi hiểu là bị B-52 đánh. Vừa dứt loạt bom của chiếc thứ nhất, tôi lùm cồm nhỏm dậy, một tay vẫn bịt vết thương, một tay nắm chặt mảnh kim loại, lao đến công sự cách đó khoảng 5 mét thì loạt bom của chiếc B-52 thứ hai ập đến. Lửa chớp lóe liên tục, công sự đung đưa như đưa võng. Tôi và mấy đồng chí ngồi dưới công sự bị va đập dữ dội. Loạt bom của chiếc B-52 thứ ba hơi xa chúng tôi một ít, nhưng công sự của chúng tôi vẫn bị rung lắc dồn dập. Vừa dứt bom, anh Đỏ, y tá đơn vị, cảm nhận thấy mùi máu, anh hỏi: "Ai bị thương vậy?" "Em bị thương vào đầu," tôi trả lời rồi đưa vết thương cho anh xem. Vừa băng vết thương, anh vừa hỏi tiếp: "Mày trúng cái gì vậy?" "Trúng miếng này nè." Vừa nói, tôi vừa lôi mảnh bom vừa đút vào túi quần lúc nãy đưa cho các anh xem. "Mày nói sao, chứ miếng này nó chém vào đầu mày thì vỡ hộp sọ, làm gì còn ngồi đây?" Anh Thành An nói chen vào. Tôi cũng không hiểu ra sao nên mò lấy nó vào đây xem thử. Tôi phân vân trả lời. Khi biết chắc
địch không còn đánh bom nữa, chúng tôi lên khỏi công sự. Lúc này, mặt trời cũng nhô lên, một cảnh tượng mang tính hủy diệt bày ra trước mắt. Toàn bộ cánh rừng trồi tạp cao 3-4 mét, từ bưng ven nơi đại đội trinh sát bố trí kéo dài đến mương lớn, mương nhỏ, nơi đội hình của tiểu đoàn 512 cùng các đơn vị tỉnh đội bố trí, với chiều ngang khoảng 300 mét, chiều dài khoảng 1.500 mét, trở thành bình địa. Từng lỗ bom khoan sâu chừng 3 mét, đường kính khoảng 10 mét. Lỗ bom này cách lỗ bom kia khoảng 50 mét, đều đặn như khuôn đổ bánh khọt. Nhưng cũng thật kỳ diệu là ba máy bay B-52 giải thảm trùm lên toàn bộ đội hình đóng quân của đại đội trinh sát, tiểu đoàn 512 cùng các cơ quan tỉnh đội. Nhưng chỉ có anh Sáu Chắc ở đại đội 3, tiểu đoàn 512 hy sinh, và tôi cùng chị Hoa ở đại đội vận tải 161 bị thương. Cũng có cái may là địch chỉ sử dụng toàn bộ là bom khoan, loại dùng để đánh phá thành phố và rừng núi. Nếu chúng dùng loại bom quét, có lẽ ta bị thiệt hại vô cùng nặng nề. Quay lại lán trại, gom nhặt đồ đạc, chuẩn bị ba lô cùng súng đạn để đi vào quân y xử lý vết thương, tôi mới phát hiện ra khẩu B-40 của anh Chín Lượng treo trên cây rui trại bị chảy móp một bên, và chính nó đã cứu sống tôi, bởi mảnh bom sau khi bắn vào khẩu B-40 hết lực rơi trúng vùng trán đầu. Tôi lại gặp may mắn một lần nữa. Vết thương trên trán không phá vỡ xương sọ mà chỉ xé toác ra, nhưng lúc bấy giờ không có máy móc hiện đại để xác định nó có chấn thương não hay không. Các anh ở quân y tỉnh bắt tôi phải nằm lại vài ngày để theo dõi, mặc dù tôi nói chỉ ê tại chỗ vết thương chứ không đau đầu. Ngày hôm sau khoảng 13 giờ, anh Thành An được đơn vị cử vào thăm tôi ở quân y. Anh thông báo là đêm đó đại đội trinh sát sẽ chia làm 3 bộ phận, làm nhiệm vụ như sau. 2 bộ phận sẽ đưa đại đội pháo 385 và tiểu đoàn 512 vào tập kích 2 trận địa pháo địch ở bến nước xã Vĩnh Hòa và kênh sáng xã Tân An của huyện Tân Châu. Bộ phận thứ 3 tập kích tiêu diệt bọn địch ở đồn ống Bình Linh, ra phục kích ở khu vực Lán Tượng nhằm ngăn chặn sát thương quân ta sau khi tập kích 2 trận địa pháo Bến Nước và Tân An, rút quân về căn cứ B-1. Nghe anh Thành An thông báo, lòng tôi như lửa đốt. Muốn về đơn vị đi chiến đấu, đem ý định ra thuyết phục anh Thành An rằng tôi chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến sức khỏe, mà đơn vị làm nhiệm vụ cùng lúc ở tới 3 hướng, nên nếu có tôi về tiếp thêm một tay súng. Anh Thành An đồng ý, nhưng anh nói, tao đồng ý là vì ý chí của anh bộ đội giải phóng, chứ không phải vì lời nài nỉ của mày. Anh và tôi cùng lau chùi súng đạn và bàn cách để tôi trốn về đơn vị. Tôi kiểm tra đạn mã tử và 5 quả phóng lựu AT, bởi ngoài 300 viên đạn AR-15 ra, tôi còn sử dụng thêm 5 quả phóng lựu bắn từ khẩu AR-15 bằng đạn mã tử. Đạn phóng lựu AT tăng có 2 loại do Liên Xô, Trung Quốc sản xuất viện trợ cho ta. Loại đạn lõm dùng để bắn xe tăng, xe thiết giáp, tàu chiến gần bằng B-40, và loại đạn mảnh dùng để sát thương bộ binh lộ ngoài công sự. Mỗi quả đạn nặng khoảng 300 gram, dài khoảng 20 cm, gồm 2 phần: phần đầu đạn và phần cánh đuôi. Từ đầu đạn đến cánh đuôi nối liền với nhau bởi một ống hình tròn rỗng để chồng vào ống nòng phóng, gọi là muỗng phóng. Ống nòng phóng dài khoảng 10 cm, có răng vặn nổi vào đầu nòng súng AK-CKC. Còn đối với súng AR-15 của Mỹ, do đầu ngắm của súng được cấu trúc nằm sâu trong thân súng khoảng 20 cm, nên chúng tôi vận dụng trồng luôn quả phóng lựu AT tăng vào nòng súng AR-15 mà không cần ống nòng phóng, muỗng phóng. Khi đạn mã tử bắn, luồng khí từ viên đạn theo nòng súng và nòng phóng
tạo lực đẩy quả đạn bay đến mục tiêu với cự ly hiệu quả 100-150 mét đối với loại súng AK-CKC và 80-120 mét với loại súng AR-15. Do dùng súng AR-15 phóng đạn AT tăng nên chúng tôi phải thử nghiệm nhiều lần ở các cự ly, góc độ và tư thế khác nhau để xác thực tính hiệu quả. Vì không có tài liệu kỹ thuật hướng dẫn bắn như súng AK-CKC. Khoảng 15 giờ, anh Thành An từ giã ra về, mang theo khẩu AR-15 cùng 5 quả đạn phóng lựu AT tăng của tôi, với lý do mang về đơn vị quản lý để nếu khi quân y có di chuyển, đỡ người vác súng đạn cho thằng Phúc. Chừng 30 phút sau, tôi dùng mũ dù trinh sát trùm đầu, lấy nón tai bèo đội lên, lợi dụng lúc quân y không để ý, tôi men theo chiến hào, thoát khỏi quân y và tăng tốc. Về đến đơn vị, khoảng 16 giờ 30 phút, vừa đúng bữa cơm. Cơm nước xong, các anh phân công tôi cùng các bộ phận đánh địch phục kích, do anh Sáu Khôn, đại đội phó chỉ huy, để ngăn chặn và đối phó với ta theo hành lang từ căn cứ B1 xuống Tân An của Tân Châu và vùng O của huyện Phú Tân. Địch tập trung lực lượng ngăn chặn ta theo trục lộ đá từ thị trấn Tân Châu qua thị xã Châu Đốc và Châu Giang là tuyến phía trong, tuyến giữa, tuyến 2, theo kênh sáng Tân An từ Vàm Vịnh Đồn bờ Tây Sông Tiền đến Vàm Vĩnh Hậu bờ Đông Sông Hậu. Tuyến ngoài cùng, tiếp giáp với căn cứ B1 của ta là hệ thống đồn bót, gồm đồn Vĩnh Sương, đồn Ống Bình Linh, đồn Mương Chùa và đồn Đức thuộc xã Phú Hữu, cùng nhiều lô cốt, trạm kiểm soát và lực lượng dân vệ, phòng vệ dân sự, tuần tra phục kích cả ngày lẫn đêm. Đồn Ống Bình Linh được xây dựng năm 1970, nằm án ngữ giữa đồng tiếp giáp giữa hai xã Phú Hữu và Vĩnh Sương theo trục kênh 7 xã hiện nay mà thời đó gọi là Ống, Rạch, Bình Linh. Đồn nằm ngay vị trí của Ủy ban Nhân dân xã Phú Lộc cũ bờ tây kênh 7 xã. Đồn này kiểm soát ngay trục chính đường hành lang cơ động lực lượng của ta đột nhập vào huyện Tân Châu và xa hơn nữa là huyện Phú Tân, vùng O. Vì vậy, nó được bố trí gần một đại đội lính nghĩa quân cùng lực lượng biên phòng. Hàng đêm, đồn Ống Vĩnh Linh thường đưa khoảng một trung đội ra bên ngoài phục kích ở Rồng Găng, lán cá tra, lán bông súng, lán tượng. Vì vậy, để bảo đảm cho đại bộ phận lực lượng sau khi tập kích hai trận địa pháo Tân An và Bến Nước rút lui an toàn, ta buộc phải đánh thủ tiêu chốt chặn của địch từ đồn Ống Bình Linh đưa ra, và nhiệm vụ đó được giao chủ yếu cho một bộ phận của đại đội trinh sát chúng tôi. Khoảng 18 giờ, bộ phận đánh địch phục kích của đại đội trinh sát xuất phát. 19 giờ, chúng tôi đến Rồng Găng bắt liên lạc với du kích xã và một tổ bộ đội địa phương huyện Tân Châu đang bám địch. Các anh báo cáo có khoảng 18 tên địch đã triển khai đội hình phục kích ở tròm đìa của lán tượng. Kế hoạch điều chỉnh bổ sung được xác định như sau. Bộ phận trinh sát chia thành hai tổ cơ động, vòng bên trái đội hình phục kích của địch, tức từ hướng đồn Ống Bình Linh là hướng địch sơ hở nhất, tiếp cận vào sườn bọn phục kích, hình thành hai gọng kìm tấn công bất ngờ, đồng thời cũng ngăn chặn không cho địch chạy về đồn Ống Bình Linh. Tổ bộ đội địa phương huyện và đồng chí du kích sau khi đưa chúng tôi đến địa điểm địch phục kích thì lùi về phía sau chừng 100 mét làm lực lượng dự bị. Chờ cho lực lượng tập kích hai trận địa pháo vượt qua khỏi đồn Ống Bình Linh và bọn địch phục kích, chúng tôi được lệnh xuất phát. Từ Rồng Găng đến lán tượng nơi địch phục kích, cự ly khoảng 700 mét, nhưng địa hình rất trống trải. Nhân dân xã Vĩnh Sương đã cày đất chuẩn bị mưa xuống, sẽ gieo cấy sản xuất hoa màu. Chúng tôi cơ động với cự ly thưa và tốc độ chậm. Cách lán tượng nơi địch phục kích khoảng 150 mét thì dừng lại dưới hai gốc cây lộc vừng, chọn đây làm địa điểm tập kết.
bắt đầu chia đội hình thành hai tổ như dự kiến. Tổ 1 do anh Sáu Khôn làm tổ trưởng, có 4 người. Anh Sáu Khôn, anh Việt Móc, anh Chiến Kiểu và tôi. Tổ 2 do anh Nghĩa làm tổ trưởng, có 3 người. Tiếp cận cách mục tiêu chừng 40 đến 50 mét. Chúng tôi phát hiện địch do bọn chúng hút thuốc lá. Dừng lại quan sát để chọn hướng tấn công và cho các đồng chí bộ đội địa phương lùi về phía sau. Tổ 1 bắt đầu triển khai đội hình áp sát địch. Đi đầu là anh Việt Móc. Phía sau anh Việt là anh Sáu Khôn mang khẩu B-40. Tôi đi lệch về bên trái, còn anh Chiến Kiểu lệch về phía bên phải. Chúng tôi phát hiện mô đất cao cách chừng 10 mét, có thể là bờ cái đìa. Cả tổ bò vào bám bờ đìa để lợi dụng vật che đỡ khi chiến đấu. Anh Việt vừa trườn người lên bờ đìa thì một ánh chớp cùng lửa lóe sáng trùm lấy chúng tôi, kèm theo tiếng nổ chói tai. Ý nghĩ vụt qua đầu tôi, vướng mìn Claymore của địch. Tôi ôm súng lao ập vào gò đìa, vừa nhìn thấy anh Sáu Khôn đang sờ soạng như mò tìm vật gì. Tôi bỏ sang anh thì thầm, anh mò tìm cái gì? Anh bị thương vào tay, rơi mất khẩu súng. Anh nói thầm vào tai tôi. Anh Việt cũng vừa bò đến. Tôi nói với anh Việt cùng tìm khẩu B-40 với anh Sáu Khôn để tôi và anh Chiến chuẩn bị đánh địch. Trước khi bò trở lại đìa, tôi khẽ nói thêm với anh Sáu Khôn. Nó sẽ bắn bây giờ, em dùng AT tăng trước, tìm được súng anh phải bắn ngay, cái đìa trước mặt mình. Vừa bò, vừa rút quả đạn AT tăng ra và áp vào bờ đìa, tôi móc viên đạn mã tử. Nhanh chóng bấm lấy băng đạn, kéo cần khóa nòng khẩu AR-15, cho văng viên đạn chiến ra, rồi nhét viên đạn mã tử vào buồng súng. Lắp băng đạn cho vào, cho quả AT tăng vào nòng súng, chồm người giương súng lên thì cũng đúng lúc đó bọn địch nổ súng. Nhưng chúng lại hướng chếch súng về bên phải của chúng tôi, những đường đạn đỏ rực bay về hướng ấy. Rõ ràng là chúng chưa phát hiện chúng tôi đang tiếp cận từ bên sườn. Cũng may mắn bởi chúng tôi không vào đúng hướng mìn Claymore đã định vị khi vướng vào dây mìn. Nếu vào đúng hướng thì toàn bộ hai tổ sẽ bị sát thương. Tôi đưa súng về phía mục tiêu địch, bấm cho bệ khóa nòng khẩu AR-15, lao vào bầu nòng và bóp cò bắn quả đạn AT tăng. Một cụm lửa lóe sáng như pháo bông ở bờ đìa, trước mặt chừng 20 mét. Tôi tiếp tục xiết cò, từng điểm xạ đến hết băng đạn. Lắp viên mã tử cùng băng thứ hai vào súng thì anh Sáu Khôn và anh Việt vừa tới. Tôi vừa nói, nó nằm hàng ngang theo dãy đìa trước mặt mình, anh Sáu. Do địch bắn mà tôi phát hiện được đội hình của chúng. Quay sang anh Chiến bên trái, tôi nói, anh Chiến kềm nó, em qua bờ đìa bên kia. Nói xong, tôi lận theo gò vòng sang bên kia đầu đìa. Vừa đến nơi thì anh Sáu Khôn bắn một quả B-40, tôi nhô lên bắn về phía địch. Quả đạn AT tăng thứ hai và điểm xạ hết băng đạn thứ hai. Cũng vừa lúc anh Chiến đến, bọn địch bắt đầu điều chỉnh đội hình sang hướng chúng tôi và bắn mạnh về phía tổ 1. Bên tổ anh Nghĩa cũng đang bắn nhau với địch. Lợi dụng những cái đìa, bọn chúng chống trả quyết liệt. Tôi lắp quả AT tăng thứ 3 và thay băng đạn mới. Bên cạnh tôi, anh Chiến cũng vừa thay băng đạn AK mới. Lấy quả lựu đạn trong thắt lưng, tôi chỉ về phía trước, cách khoảng 15 mét có cái đìa, ra hiệu cho anh Chiến hiểu ý. Tôi và anh Chiến ném hai quả lựu đạn M26 cùng một lúc, và khi hai quả lựu đạn nổ, tôi bắn tiếp quả AT tăng. Còn anh Chiến bắn từng điểm xạ ngắn, trong khi tôi lao tới bờ đìa trước mặt. Vừa tới nơi, tôi chĩa nòng súng xuống đìa, điểm xạ từng loạt khắp trong lòng đìa, đến hết băng đạn. Có tiếng rên ở dưới đáy đìa, không thấy bóng dáng tên địch nào nữa. Có lẽ số sống sót bỏ chạy về những cái đìa trước mặt đang bắn về phía chúng tôi. Chúng không dám nhô lên bờ đìa hoặc bờ mương nên đạn bay lên cao khoảng 2-3 mét. Anh Chiến, rồi anh Sáu Khôn và Việt lên đến cái đìa tôi vừa chiếm. Anh Sáu Khôn nói, phía trước mặt còn đìa nữa và những con mương lạng.
tôi đã ra lệnh Tổ Thằng Nghĩa kềm chế và sẵn sàng ngăn chặn bọn địch trong đồn ống Bình Linh ra tiếp viện. Tụi mình sớm dứt điểm tụi này, coi chừng nó bắn pháo vào trận địa. Có một thằng bị thương, có lẽ rất nặng, đang nằm dưới đìa. Em nghe nó rên lúc nãy. Tôi báo cáo anh Sáu Khôn và chỉ xuống đìa. Kệ nó, lo bọn phía trước đi. Anh Sáu vừa nói nho nhỏ, vừa móc quả lựu đạn khỏi thắt lưng và ra hiệu cho tôi cùng anh Việt lên đánh địch. Anh và anh Chiến kềm chế cho anh em tôi, đồng thời sẽ dùng quả lựu đạn ném xuống đìa, phòng ngừa bọn địch chém về dưới đìa, lợi dụng thời cơ bắn lén tôi. Tôi bắn quả AT tăng thứ tư, anh Sáu Khôn bắn một quả B-40 và sau đó cùng anh Việt vọt tiến đến bờ đìa trước mặt. Dùng tiểu liên quạt vào lòng đìa và bờ đìa bên kia. Không có tên địch nào bắn trả. Lắp quả AT tăng thứ 5, tôi bắn về cái đìa trước mặt. Còn anh Việt ném bồi thêm quả lựu đạn. Địch không còn bắn trả nữa. Anh Sáu Khôn ra lệnh rút. Chờ anh Sáu Khôn, anh Chiến cùng tổ 2 rút được chừng 70 mét. Tôi mới ra hiệu anh Việt rút rồi đến tôi. Lúc này pháo sáng địch trong đồn ống Bình Linh, Vĩnh Sương và đồn chùa bắn lên hướng trận địa. Nhìn anh Việt chạy khuất bóng, tôi nhỏm dậy bước lên bờ đìa quan sát thì đúng lúc tên lính ở mép đáy đìa đang chém về chồm lên và lửa tung tóe dưới chân tôi. Bỗng chân trái giật một cái tê buốt hụt hẫng. Theo quán tính, tôi ôm súng chúi xuống bờ đìa lăn một vòng, quay súng về phía tên địch vừa bắn mình. Đúng lúc tên địch nhào lên bờ đìa bỏ chạy, cách tôi chừng 2 mét. Đưa súng về phía nó, tôi xiết cò một loạt khoảng 7-8 viên. Tên địch trúng loạt đạn bật ngược người về phía trong đìa, lăn tiếp sang phải một vòng. Tôi nhổ người dậy, định xem tên nào còn không, nhưng lảo đảo ngã quỵ sang bên trái. Toàn bộ chân trái không còn cảm giác, tê buốt. Tôi kẹp súng vào hông phải hướng về bờ đìa, tay đặt sẵn vào cò súng. Dùng tay trái mò xuống chân trái, máu ở cổ chân chảy ra rất nhiều. Nghĩ rằng đã đứt động mạch chảy nên tôi vội rút cuộn băng ra, dùng răng xé áo băng và quan sát địch. Vừa băng siết thắt garo trên vết thương đoạn cẳng chân trái lại thì tôi phát hiện chiếc dép râu tuột mất. Lồm cồm bò dậy định tìm chiếc dép và sau đó sẽ mò xuống đìa thu khẩu súng của tên địch. Không điều khiển được chân trái, tôi đứng dậy nhưng khuỵu xuống ngay. Biết rằng gãy cổ xương chân trái nên đành bò tìm chiếc dép râu. Lúc này pháo địch ở Đồng Kỳ đã bắn vào trận địa. Đạn nổ cách tôi chừng 100 mét. Do hai trận địa pháo Bến Nước, Vĩnh Hòa và Tân An bị ta tập kích thiệt hại nặng. Chỉ còn trận địa pháo Đồng Kỳ nên địch bắn từng đợt hai quả. Tôi đang mò tìm chiếc dép râu thì anh Chiến chạy đến, dáng lom khom siêu vẹo do chạy trên đất cày. Vừa chạy đến anh đã quát tôi. Sao không chịu rút mà ở đây làm gì? Tôi bị thương gãy chân không đi được. Tôi vừa trả lời vừa mò tìm chiếc dép. Mò tìm cái gì vậy? Anh gằn giọng. Chiếc dép râu. Tôi tìm được chiếc dép vừa xỏ nó vào dây lưng cả đôi vừa trả lời anh Chiến. Trời ơi! Pháo bắn chết cả đám bây giờ, ông nội con nít, ở đó mà dép với giày. Anh vừa gào lên, vừa lao tới, xốc tôi lên lưng anh. Xuống đìa, mò tìm khẩu súng của thằng lính chết, nó vừa bắn lén tôi. Tôi vừa nói, vừa chỉ tay xuống đìa. Bỏ hết, mày không thấy pháo nó đang bắn rầm rầm đó sao? Nói xong, anh xốc tôi lên lưng, rồi lom khom chạy. Một tay anh Chiến bấu vào mông tôi, một tay anh cầm khẩu AK. Còn tôi, một tay ôm cổ anh Chiến, tay kia xách khẩu AR-15. Chạy được chừng 50 mét, có hai tiếng pháo rít. Tôi và anh Chiến vừa ngồi thụp xuống, thì hai quả pháo nổ bên trái chúng tôi chừng 40 mét. Lửa lóe lên, anh Chiến vừa thở gấp, vừa cằn nhằn tôi. Mày nhét thứ gì ở bụng mà cấn lưng đau quá vậy? Nghe anh hỏi tôi mới chợt nhớ và trả lời. À, là 6 băng đạn bắn xong không kịp nhét vào túi xe, em dồn vào áo thun trước ngực. Thôi ráng tí nữa, đến điểm tập kết rồi anh. Tôi động viên anh vì biết mình có lỗi. Anh Chiến cõng tôi, chạy tiếp chừng 50 mét nữa, thì gặp anh Việt Méo ở tổ 2, dẫn các đồng chí bộ đội địa phương huyện chạy vào.
Anh Việt méo nói, rút về dòng găng ngay. Anh Chiến giao tôi cho các đồng chí bộ đội địa phương thay nhau cõng chạy về đến dòng găng mới đặt tôi xuống và cùng nhau ngồi nghỉ. Các anh soi đèn, băng và thắt ga rô lại vết thương cho tôi. Còn các đồng chí bộ đội huyện Tân Châu tìm được gọng bừa đất mà dân ở Vĩnh Sương làm đồng giấu lại để hôm sau vào làm tiếp. Các anh dùng lê cắt lấy một gọng bừa, làm đòn buộc võng vào để khiêng tôi về quân y ở căn cứ B1. Trong số anh em bộ đội huyện Tân Châu cõng và khiêng tôi khi bị thương có anh Đinh Văn Cai, Hai Cai, sau này là trung tướng chính ủy quân khu 9. Lúc ấy chúng tôi chưa quen nhau, chỉ tình cờ gặp nhau trong trận đánh này. Tôi không biết tên và mặt anh Cai vì ban đêm, còn anh thì không biết mặt nhưng biết tên tôi vì lúc đó tôi bị thương, các anh hay gọi tên tôi nên anh nhớ. Sau đó, tỉnh An Giang chia tách thành tỉnh Long Châu Tiền, Long Châu Hà và tôi chuyển sang chiến đấu ở chiến trường Tháp 10. Mãi đến năm 1975, sau khi giải phóng miền Nam, anh em tôi mới gặp lại nhau ở thị trấn Tân Châu. Khi đại đội trinh sát tôi đóng quân ở cây số 1, lộ đá đi Châu Đốc, còn đại đội địa phương huyện Tân Châu đóng quân ở Vịnh Đồn, xã Tân An, cách nhau chừng 5 km. Năm 1985, khi tôi làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 512, chiến đấu ở núi lớn Tượng Lăng, Campuchia, thì tôi xin anh Cai về làm phó tiểu đoàn trưởng về chính trị. Lúc ấy, anh là đại đội trưởng của tiểu đoàn 4, vừa mới học trường đảng ở quân khu về. Năm 1998, khi tôi làm phó chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thì anh Cai là phó chủ nhiệm chính trị. Năm 2004, lúc tôi là sư đoàn trưởng sư đoàn bộ binh 330, thì anh Cai làm phó chủ nhiệm chính trị quân khu. Năm 2008, khi tôi làm phó tham mưu trưởng quân khu, thì anh Cai làm chủ nhiệm chính trị quân khu. Và đến năm 2012, anh được bổ nhiệm thẳng từ chủ nhiệm chính trị quân khu lên làm chính ủy quân khu, không qua cương vị phó chính ủy quân khu. Còn tôi quay về làm chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang. Khoảng 3 giờ sáng, các anh khiêng tôi về đến quân y. Trước khi đưa lên bàn phẫu thuật, anh Ba Cường và anh Hoài Trung đều là y sĩ quân y và là những người sẽ trực tiếp xử lý vết thương của tôi. Nhìn tôi vừa cười vừa nói, thế nào ông tướng đào viện? Cái số của chú mày không thể đào viện được đâu. Lần này gãy chân, xem thử còn trốn viện được nữa không. Tôi cười trừ và nghĩ bụng, rõ ràng mình mới trốn khỏi nơi này đúng 12 tiếng đồng hồ đã phải trở lại đây, quá xui. Ca phẫu thuật đôi chân của tôi tới 4 tiếng đồng hồ. Viên đạn phá gãy xương khớp cổ chân, đứt các sợi gân phía trước, đứt động mạch chảy. Với dụng cụ y khoa lúc bấy giờ rất thiếu và kém nên gặp nhiều khó khăn trong phẫu thuật. Chỉ có thuốc gây tê trực tiếp vào vết thương, thương binh phải chịu những cơn đau khủng khiếp. Kíp mổ phải xử lý từng bộ phận. Trước tiên, xử lý phần xương khớp mà lúc đó không có loại y cụ bấm cắt xương nên phải dùng đục, đục xương để đục các nơi bể. Mỗi nhát đục, nó thốn nhói tận óc. Đến phần nối các dây chằng thì cảm giác nóng xé người và chân, tay trái co giật liên tục. Phần thắt mở dây garo cũng đau điếng người, bởi cứ 15 phút thắt chặt thì mở ra khoảng 1 phút để thông. Đồng thời phải giữ không cho động mạch tuôn máu ra nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Và như thế tôi phải gồng mình cắn răng nín thở, chịu đựng mấy chục lần thắt mở garo cùng những nhát đục xương và từng luồng điện giật thót người khi nối các dây chằng. Khoảng 8 giờ sáng, khi mặt trời rọi chiếu xuyên qua lá cây vào buồng mổ thì xong ca mổ và tôi cũng thiếp đi. Khoảng 16 giờ chiều, chị Dung y tá đánh thức tôi dậy để ăn thì tôi thấy mình đã nằm trên giường dưới hầm dành cho thương binh và cách chừng 1 mét là giường của chị Hoa ở đại đội vận tải 161 bị thương do B-52 đánh cùng tôi hôm trước. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến bài thơ của nhà văn Vũ Đức Nghĩa. Quá khứ
thân mến tặng đồng đội và những thương binh, cựu chiến binh. Chiến tranh đã lùi xa, tôi và chúng ta, mọi người đều đồng tình khép lại quá khứ. Nhưng khắp nơi và ở một cõi riêng tư, chiến tranh vẫn còn hiện diện, như chính nó đã từng hiện diện. Bởi hôm qua, ngày mai và sẽ còn lâu nữa, những ngày hè oi ả, những ngày đông trái gió chờ trời, bạn tôi lại gồng mình đón đợi. Nó cầm lưỡi dao rạch vào da thịt, cầm chiếc kéo cắt từng sợi gân. Anh chỉ nhắm mắt, mím chặt môi, không một lời rên rỉ, nhưng thân thể giật lên từng đợt như ngày nào ở trạm phẫu Tiền Phương. Không có thuốc gây mê, chỉ có một khẩu hiệu viết bằng thuốc đỏ: dũng cảm trên chiến trường, kiên cường trên bản mổ. Hỡi Đức Chúa Giêsu, người bị đóng đinh câu rút 3 giờ, có bao người lệ rơi. Còn bạn tôi, 6 giờ trên bàn mổ, không có thuốc gây mê, chỉ có một khẩu hiệu. 40 năm đã trôi qua, và sẽ còn bao nhiêu lâu nữa? Cứ mỗi lần trái gió chờ trời, anh lại mím chặt môi, đón đợi, như ngày xưa, trên bàn mổ chiến trường. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trên các chương trình của WinWin Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.